1000. Chào các bạn, máy bay của chúng ta đang chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan. Sân bay quốc tế Suvarnabhumi nằm ở Rajatawa thuộc huyện Bang Phli, tỉnh Samut Prakan, cách trung tâm thủ đô Bangkok 25 km về phía đông. Sân bay này xếp hạng thứ 18 trong danh sách những sân bay bận rộn nhất thế giới. Sân bay này có diện tích là 32.8 km², có khả năng phục vụ 150 triệu khách mỗi năm, nhưng mà hiện tại chỉ có khoảng 60 triệu lượt khách mỗi năm đi qua đây. Từ phi trường, các bạn có thể đón taxi hoặc là mua vé tàu điện để đi về trung tâm thành phố. Nếu đi tàu điện, các bạn đi xuống tầng B, tức là tầng basement. Các bạn đi theo bản hướng dẫn Airport Rail Link để đến đó mua ticket. Vé xe điện một chiều đi từ phi trường về trung tâm thành phố là 45 baht, tức là khoảng $1.39.
Từ phi trường về trung tâm thành phố mất khoảng 26 phút. Các bạn nên book khách sạn ở gần trung tâm thành phố để đi lại cho tiện lợi. Đây là khách sạn Bangkok Majestic, nằm ở khu Sukhumvit, một khu phố rất là đông đúc. Đây là phòng của khách sạn, cũng rộng rãi và sạch sẽ. Tủ quần áo có cái xếp để đựng tiền bạc và những thứ quan trọng. Có khăn tắm khi sử dụng hồ bơi và dép mang trong nhà. Phòng vệ sinh cũng rộng. Có bồn tắm nằm và phòng tắm đứng. Có cửa sổ để nhìn cái view xuống thành phố. Khu vực hồ bơi cũng đẹp và thoáng mát. Có free breakfast cho mỗi buổi sáng. Sinh hoạt buổi tối ở Bangkok cũng vui và nhộn nhịp. Khu phố Sukhumvit có rất là nhiều nhà hàng quán bar, đông đúc và nhộn nhịp nhất là vào những ngày cuối tuần. Các bạn thích đi mua sắm thì hãy đến Nana Plaza. Đây là khu shopping có 3 tầng, nằm cạnh trạm xe điện Ashok. Ở đây cũng có một cái khu trung tâm thương mại gọi là Terminal 21. 21 là 21 tầng, mỗi tầng có trang trí theo các quốc gia, dạng như Nhật, Anh, Mỹ. Đây là tầng trang trí theo Hàn Quốc. Đây là khu shopping. Đa số là các tiệm đây là của người Hàn Quốc. Nana Plaza nằm giữa hai trạm tàu điện, Phan Chích và Nana. Bạn có thể đi bộ từ một trong hai trạm đó để tới Nana. Sukhumvit không thích hợp với những gia đình có con nít trẻ nhỏ, bởi vì ban đêm ở đây có rất nhiều nhạc hồn phát ra từ các quán bar, thành ra không thích hợp cho các em nhỏ. Đây là khu chợ Hố Hin, một khu chợ ăn uống và mua sắm về đêm, nổi tiếng ở Bangkok.
Ngoài các cửa hàng bán áo thun, quần jean, giày dép, túi xách, đồ lưu niệm, ở đây còn có rất nhiều các xe bán đồ ăn Thái, đồ ăn Thái Chinese cũng rất là ngon. Đây là một gia hàng bán đồ biển. Các bạn tự chọn rồi họ sẽ nấu tại chỗ cho mình. Một gia hàng bán trái cây tươi, trái cây Thái Lan. Nhìn rất là hấp dẫn. Có nhiều nhà ga, tàu điện kết nối các khu vực mua sắm ở trung tâm thành phố nên việc đi lại rất là tiện lợi và thoải mái. Mình đang đi bộ trên con đường Sukhumvit. Dọc bên đường có những chiếc xe bán hàng rong, bán trái cây tươi gọt sẵn ướp đá. Còn đây là những xe bán đồ ăn, đủ các loại đồ ăn Thái. Họ bán từ sáng cho tới chiều tối. Sáng hôm nay, mình sẽ đưa các bạn đi thăm một ngôi chùa vàng đẹp lộng lẫy và nổi tiếng ở thủ đô Bangkok. Chùa Wat Rakau tại Bangkok nằm bên trong khuôn viên của cung điện hoàng gia và cung điện huy hoàng, nơi tổ chức những buổi lễ quan trọng của quốc gia Thái Lan. Nơi đây có một ngôi chùa và chùa Phật Ngọc, trong đó có bức tượng Ngọc Bích Xanh được điêu khắc chạm trộn một cách hết sức trang trọng và tỉ mỉ. Trước cổng vào chùa có đặt hai bức tượng của thần bảo vệ được chạm trộn rất tinh vi. Những bức tường bên trong của ngôi chùa được trang trí bằng những bức tranh vẽ bằng vàng. Việc xây dựng ngôi chùa Phật Ngọc được bắt đầu khởi công khi nhà vua Yoffa Chulaluk, tức là Rama đời thứ nhất, dời đô từ Thonburi đến thủ đô Bangkok vào năm 1785. Không giống như các ngôi chùa khác, ở đây không có các tu sĩ hay nhà sư. Nơi đây chỉ dành riêng cho vua, không ai được đến gần ngôi chùa ngoại trừ nhà vua Yoffa. Tất cả nội thất như tượng, đồ cúng lễ đều được trang trí và chạm trổ tỉ mỉ, mà vàng rất là lộng lẫy và hoành tráng. Các tòa nhà chính là trung tâm chính điện, trong đó nhà Phật Ngọc là đẹp nhất. Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng đây là nơi linh thiêng và có sức ảnh hưởng quan trọng bậc nhất đối với người Thái. Các bức tượng ở đây được chạm trổ tỉ mỉ, mạ vàng và trang trí nhiều màu sắc, rất là lộng lẫy.
các đời vua ngự trị về sau lại tiếp tục trang trí và xây dựng thêm cho cung điện và ngôi đền ở đây. Chùa mở cửa từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến 3 giờ rưỡi chiều mỗi ngày. Vé vào cửa là 500 baht. Hướng dẫn viên ở đây làm việc từ 10 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều. Họ có thể nói được tất cả các ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Nhật và tiếng Nga, tiếng Anh nha. Các bạn cần để ý là nơi đây là ngôi chùa rất tôn nghiêm, nên khi đến đây nên ăn mặc kín đáo và lịch sự, có thái độ tôn trọng. Nếu mà lỡ các bạn mặc quần short hoặc là váy thì ở đây cũng cho thuê các trang phục. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi dạo chơi buổi tối ở khu Khao San, được mệnh danh là khu phố Tây ở Bangkok. Cũng giống như khu phố Tây Phạm Ngũ Lão ở Sài Gòn, Khao San chính là nơi các bạn trẻ phương Tây du lịch bụi hay gọi là Tây Ban Lô thích đến đây để thuê phòng và vui chơi. Khu phố Khao San chỉ dài chưa đến một cây số nhưng hoạt động về đêm rất là tấp nập và vui nhộn. Nơi đây cũng tập trung nhiều nhà hàng, quán bar và những món ăn đường phố, vỉa hè nổi tiếng của người Thái. Các khu shopping mua sắm ở đây cũng rẻ hơn. Khu phố Khao San nằm cách xa trung tâm thủ đô Bangkok nên không có tàu điện đến đây. Muốn đến đây các bạn phải đi taxi. Thủ đô Bangkok, Thái Lan được coi là một thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới. Các bạn có thể đến đây chơi vài lần nhưng mà lần nào cũng có được một cái cảm nhận khác và mới mẻ thú vị.